chia sẻ đến một cái vấn đề này như thế này. Thì hiện tại ở tại quận 3 đã có một cái ca là nghi nhiễm là COVID-19. Hiện tại thì thành phố đã phong tỏa cái tuyến đường này, là tại ngay tuyến đường là Nguyễn Đình Chiểu, quận 3. Các cơ quan ngành đó là ngoài việc tiến hành phong tỏa và xét nghiệm cách ly đó là nghi nhiễm và tiếp xúc gần với cái ca nghi nhiễm tại thành phố đó, thì hiện nay đang là tiếp tục là chi tiết không, với sự vào cuộc của các cấp các ngành rất là mạnh mẽ đấy, tuyệt đối là nhận và dập dịch ngay từ đầu để không cho là dịch tái phát bùng phát lên. Thì đó là một điều rất đáng ghi nhận của các cấp các ngành. Nhưng mà ở với sự vào cuộc của là các cấp các ngành rất là quyết liệt như thế thì thật là đáng buồn. Ở đâu đó chỉ còn một số người lại xem nhẹ cái việc là phòng dịch đấy, và xem nhẹ luôn cả là những cái công sức của biết bao nhiêu người. Thì ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ đến đó là cái vụ việc của một cái cô tiếp viên hàng không, đúng không? Thì cô này đi cách ly rồi, nói chung thì cô này cũng giống như một số cái những cái người mà đi cách ly trước đây đó, đúng không? Thì điệp khúc cũ vẫn là chê bai khu cách ly, rồi bảo rằng đó là mình mất cái quyền tự do công dân này kia, không? Thì tôi cảm thấy nó hơi buồn cười quá. Trước tiên tôi nói về cái cô tiếp viên này, không? Nói chung thì nhìn đã gọi là tiếp viên hàng không thì nói chung người giống như người mẫu, chuẩn đẹp, không? Học thức cao, không? Nhưng mà tôi thấy cái trình độ nhận thức của cô, không? Cũng như là cái ý thức của cô thì nó hình như là nó hơi bị lục quá, giống như cái con người của cô, đúng không? Người ta thì nhà nước đang chăm lo là cho người dân, đúng không? Đưa người dân đi cách ly, tất nhiên đó là cái khu cách ly thì nhiều khi nó có cái điều kiện vật chất nó thiếu thốn, không? Chúng ta phải chấp nhận thôi, đó là cái điều hiển nhiên rồi, đúng không? Hãy nhìn các chiến sĩ đi, đúng không? Cán bộ chiến sĩ công an và quân đội đó, họ đang ở tuyến đầu ở biên giới kìa kìa, họ phải ăn gì, ăn bờ ngủ bụi ở ngoài rừng, ngoài cái gì, ngoài hốc đá kìa, thấy không? Còn bà cô thì được cái gì, ở trong cái khu cách ly tạm thời là tại một cái trường mà trung học đó là phổ thông. Cô chê là cái gì, khu cách ly nghèo nè, không, cô chê là bị mất quyền tự do. Nghe cái lượt điệu của cô tôi thấy sao nó giống y như mấy thằng mà gọi là những cái thằng phần mà nó tự nhục ấy, không? Còn cộng đồng mạng ta gọi là mấy thằng ba que mà sổ lá, không? Nó mới có thốt ra cái từ gọi là cái từ bị bất quyền công dân khi là đi cách ly như thế. Có biết bao nhiêu người á, người ta đang kẹt ở nước ngoài á, người ta muốn về á, người ta về không được chưa? Nhưng để có một số cái thành phần khi về được Việt Nam rồi lại tỏ cái thái độ để bất hợp tác chống cái là chống đối và cách ly, thì nó cũng đã được đăng tải trên mạng xã hội rất nhiều, mọi người đã thấy những ngày qua rồi. Thì mới đây tới cái tiếp là tới cái cô tiếp viên hàng không này, không? Cô bảo là cô đi cách ly cô bị mất cái quyền công dân, khu cách ly nghèo nàn. Ủa, cười quá, không? Cô đi cách ly mà cô đòi là phải là khách sạn đó là 4-5 sao cho cô hay sao? Rồi cô nói rằng đó là cô bị mất quyền tự do của công dân, giống cái kiểu ý cô cũng nói là cô bị bắt bỏ tù, đúng không? Rồi cái nữa, cô chê khu cách ly là nghèo nàn, lạc hậu. Ba cái vấn đề trên của cô thấy nó tụ chung lại y như mấy cái đám mà ngoại quốc, nhất là cái đám gì kỳ gọi, đám người Hàn Quốc vậy, ở Việt Nam cũng vậy, chê khu cách ly là gì dơ bẩn, đồ ăn không ngon, đòi phải giống như kiểu khách sạn 4-5 sao. Thì để tôi nói với cô như thế này nè, không? Cô là cái người cái gì, có ăn có học, có trình độ,
nhưng mà cái cách nhận thức của cô, tôi thấy cái thức của cô về cái nhận thức của cô nó quả thật nó quá là yếu kém. Nó chắc ra là cái ý thức với cái quan hóa của cô nó quá lùng. Đấy, rất là nhiều người ngoại người ta ao ước được ở gì, được ở Việt Nam. Thậm chí bây giờ họ bị kẹt lại Việt Nam, họ chẳng thà ở Việt Nam á. Họ đi ăn xin ăn mài ở Việt Nam cũng được, chứ họ quyết không về gì, họ không về quê hương của họ. Tại vì ở Việt Nam nó an toàn. Và cũng nói luôn là Việt Nam của chúng ta không phải là một cái nước là giàu có gì, đúng không? Nhưng mà nhà nước và các cấp chính quyền luôn luôn lo lắng cho người dân, đúng không? Cái cơ sở vật chất nó cách ly thì đôi khi nó còn là cái thiếu thốn. Đó là gì? Đó là nhà nước đã gắn sức là lo đến như thế rồi. Chúng ta chỉ mới là người cái nghi nhiễm tới cách ly để trong cái thời gian đó an toàn. Có gì là chúng ta điều trị để bảo vệ tính mạng và sức khỏe cho chúng ta, đúng chưa? Nhưng mà thay vì là hợp tác với là cơ quan chức năng thì cô này lại là thể hiện cái thứ nhầm quá lùng, gọi là tự nhục. Cô đòi cái khu cách ly nó phải là tiêu chuẩn 4-5 sao cho cô mới chịu, đúng không? Đồ ăn cho cô cũng phải là đòi nhà hàng, chỗ ngủ cô rồi phải là điểm cô mới chịu hay sao? Thì là các cán bộ chiến sĩ đó, người ta phải ăn ngủ bụi ở ngoài rừng ngoài láng kia kìa, không có được chăn êm nệm ấm như cô chưa hả? Cô được ở trong một cái mái trường, nói chung là nó cũng chưa phải là cao cấp, nhưng mà nói chung ra nó cũng khá là gọi là sạch sẽ và khang trang so với các chiến sĩ á. Họ phải ăn ngủ bụi ngoài kia kìa. Khi mà cô mở cái mồm ra, cô nói rằng cô bị gì, cô bị mất cái quyền tự do công dân, rồi cái khu cách ly là nghèo nàn dơ bẩn gì đó, thì cô có suy nghĩ như thế nào nữa? Khi còn biết bao nhiêu là cán bộ chiến sĩ người ta phải rất vất vả gian nan đó, không để tức trực ở các điểm nóng để gì, để là bảo vệ cái sự yên bình cho người dân, không phòng ngừa là dịch bệnh lây lan. Còn cô chỉ đi cách ly có 20 mấy ngày, không cô lên chê lên chê xuống than thở thì kia đủ các kiểu, không cô bảo rằng nó là bị mất quyền tự do của công dân. Ủa, cô bị mất quyền tự do công dân vì còn biết bao nhiêu người khác đó, tại sao ta không lên tiếp, ta bị mất quyền tự do mà có mỗi là cái cá nhân của cô. Tôi thấy cái cô nên coi là cái trình độ và cái văn hóa của cô đi, có học thức có trình độ, nhưng mà nhận thức trình độ quá lùng. Tôi mới đọc một cái bài báo ở trên mạng của một cái người ta chia sẻ về là hai cái bác sĩ ở tỉnh Điện Biên á, người ta đi là dập dịch, họ đâu phải là thức trắng mấy đêm liền để là vận chuyển người dân đến các khu cách ly, thậm chí đến lúc mệt quá họ là phải lăn ra ở ngoài cái vệ đường đó, họ gì họ chợp mắt một lát rồi sau đó thì lấy sức để là họ là tiếp tục là lao vào cuộc chiến để là bảo vệ là nhân dân. Còn cô chỉ đi là cách ly có 20 mấy ngày, sắp xếp cho cô ở tạm trong một cái trường học là đành rằng nó chưa được khang trang lắm, cô chê lên chê xuống bỏ mất quyền tự do. Hay là cho cô qua Ấn Độ nhé, thì bên đó là cái xứ tư bản văn minh, nó sẽ đảm bảo là cái quyền tự do là công dân mà cô nói là cô đang bị mất, như vậy cô chịu không? Chứ để cô ở Việt Nam sung sướng quá thì cô lại nói là cô lại thốt lên những cái lời tôi nói thật là nó lùng quá. Có một kẻ không biết là cái suy nghĩ à. Dành những người nước ngoài người ta đến hiện tại bây giờ ta đang ở Việt Nam, người ta đang muốn ở Việt Nam, người ta không muốn về à. Ta nói ở Việt Nam thì nó an toàn, chẳng thà họ chấp nhận ở Việt Nam và họ sẵn sàng là nó vào các khu cách ly của Việt Nam à. Để gì? Để là đảm bảo cái an toàn, cái tính mạng, sức khỏe cho mình. Cô là cô không có mất cái gì hết à. Tạm thời nó đi cách ly 20 mấy ngày, cô lên mạng cô live stream cô chê bai đủ thứ, không chê cái khu cách ly. Thấy tôi thấy cô nếu mà nói về cái thứ nhân quá của cô, tôi thấy y như mấy cái đám mà một số đám ngoại quốc, như cái đám người Hàn gì rồi qua Việt Nam chê bai này kia lập tức là tống cổ cút. Còn cô nói là cô bị gì quyền công dân bây giờ tống cổ cô qua bên mà Ấn Độ ở, cô chịu không? Cái quan đó từ bản sẽ đảm bảo cho cô cái quyền là quyền công dân cô, ok chưa?
ở Việt Nam bây giờ có sướng quá, có hóa gồ hay sao? Nhà nước lo lắng cho các người quá, các người hóa gồ à. Các người muốn làm ông gì? Ta gọi là giống như ông hoàng bà hoàng sao? Các người muốn là phục vụ các người giống như kiểu ông hoàng bà hoàng, nhà hàng khách sạn làm sao cho người chặt đẹp, cho người đầy đủ không? Mà biết bao nhiêu là cán bộ chiến sĩ sĩ ta phải ăn bờ của bụi á, cơm á ta ăn không được cái là được no nữa, giấc ngủ cũng không được còn, ta phải trắng đêm đấy. Trước khi các cô mà thoát ra được những cái lời đó, cô có suy nghĩ như thế nào về cái hành động của mình, hay là có nổi tiếng giống như cái nhóm người Hàn Quốc thì rồi sang Việt Nam chê bai Việt Nam giống như cô vậy đó, hay là cô cũng giống một số những cái thành phần mà ở nước ngoài về Việt Nam để chấp dịch đó, nhưng mà lại hú láo chê bai xỉa xối Việt Nam để đưa lên mạng để cho mấy cái đám nước ngoài là nó có thiếu thiện cảm Việt Nam, bảo là Việt Nam tận tay thì cô mới hành động đúng không? Để tôi nói cho cô và những thành phần mà gọi là những thành phần mà tự nhục mà bất mãn như thế này nè, ở Việt Nam này nó quá độc tài, nó quá là mất cái quyền công dân của các người, cho nên là sao? Cho nên là các người mới giữ được cái mạng của các người lại, nhà nước phải lo lắng cho các người, phải phục vụ các người cho tận gan. Còn các người đã nhìn lại ở mấy xứ tư bản văn minh kìa, như Mỹ rồi đó, có đảm bảo quyền công dân rất là tuyệt đối luôn, thậm chí là cái quyền của cái gì là chết thoải mái, cần quan tâm đấy, đúng không? Vậy là gọi là cái quyền tự do công dân chứ. Còn ở Việt Nam nhà nước phải bỏ tiền của công sức thằng kia lo cho dân, cho một số những kẻ mà có cái máu tự nhục mà nó chê bai quê hương đất nước thì tụi nó quá sung sướng, tụi nó quá sung sướng, cho nên nó quá gòn, tôi gọi là sướng quá gòn đấy, khổ vậy đó. Nãy tôi mới đi đằng kia lại, tôi gặp có anh ngoại quốc, anh đang bị mắc kẹt ở Việt Nam đấy, anh đứng anh xin tiền của mà những cái người nhà hảo tâm ở Việt Nam, thì anh nói là đấy, có mấy anh kia nó nói chuyện, có tại nãy đang tôi không có đứng quay, cũng quay video lại đấy, nghe chia sẻ của mấy anh mà đứng là giúp đỡ, là tôi biết là cũng là bị mắc kẹt ở Việt Nam do dịch nó bùng phát lại nè, nay cái khó khăn trong vấn đề là đi về xuất cảnh về nước hết tiền, mình phải ra đi xin tiền của mọi người, nó thì có hiện giờ dịch giả như vậy nhưng mà dù sao ở Việt Nam nó vẫn yên bình đấy, chứ anh cũng chưa có ý định về nước. Đó là những cái nhận định của người nước ngoài là như thế. Nhìn lại một số cái thành phần ở trong nước mà được rước từ nước ngoài về lại có những cái thái độ là hằng học, bất hợp tác trong vấn đề là phòng ngừa dịch ở Việt Nam, quả thật là đáng lên án. Như em tiếp viên hàng không thì em này em cũng muốn là nổi tiếng hot với trên mạng xã hội Facebook, giống như những cái thành phần mà chống đối cách ly vừa bị cộng đồng mạng lên án quá. Thì tôi có đôi lời để nhắn gửi đến cái em tiếp viên hàng không như thế này đó, có nhiều đó thôi. Chia sẻ như cũng như những cái nhận định về cái hành vi của cô này đó, thì các anh chị hãy chia sẻ và bình luận với nhé. Tôi chúc sợ xin chào mọi người.